Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tiếp một số các bài tập cho bài học là thiết kế trang khung frame set. Ở đây các bạn thiết kế trang giới thiệu tranh Việt Nam theo những yêu cầu của đề bài mình đưa ra. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn bố cục nội dung, hình ảnh và văn bản cho các trang web của mình. Các bạn áp dụng các behavior để mình điều khiển tương tác cho các đối tượng. Đồng thời, các bạn sử dụng trang khung, frame set để mình tập hợp các trang lại thành một trang web theo yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì phân tích yêu cầu của bài tập này, các bạn có một số công việc làm như sau. Trước tiên, các bạn tạo một trang top ở đây, đồng thời mình cuộn và tương tác hình ảnh ở đây. Có nghĩa rằng là khi mà rê chuột vào thì chạy qua phải, rê ra, chạy qua trái, mình nhấn chuột thì đứng lại và nhấp đúp là tiếp tục chạy. Sau đó các bạn áp dụng behavior là pop up menu cho các nút bên bờ lề trái của mình ở đây. Đồng thời các bạn áp dụng các behavior là change property để mình tạo tương tác cho các hình ảnh bên này. Có nghĩa rằng là khi tôi rê vào hình nào thì hình đó hiển thị lên trên và rê ra là trở về bình thường lại. Cuối cùng, tôi xây dựng nội dung cho các trang khung của mình ở đây. Thì các bạn có thể xem trang mẫu được cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào cái trang web của mình ở đây, các bạn thấy là mình có là 3 khung. Khung trên, khung trái và trang nội dung, trang main của mình. Đối với trang trên này thì các bạn có tương tác như vậy. Bình thường các bạn thấy hình chạy qua trái, tôi rê vào thì chạy ngược qua phải lại. Rê vào, chạy qua phải, rê ra, chạy qua trái. Tôi click vào thì đứng lại và tôi nhấp đúp là chạy tiếp. Đúng mà, tôi nhấp đúp là chạy tiếp. Đồng thời mình tạo các behavior là pop-up menu cho nút danh họa Việt Nam là Nguyễn Phan Chánh, Trương Hán Minh. Đồng thời, tranh dân gian, tôi nói là tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống và tranh thời miền núi, vân vân. Đối với các hình này, khi tôi rê vào thì hiển thị lên, tôi rê vào hình nào thì hình đó hiển thị lên, tôi rê ra trở về bình thường lại. Đối với trang nội dung này thì các bạn trang hình ảnh và định tiêu đề cho trang web của mình. Thì đó là những yêu cầu để mình thiết kế trang này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn giải như sau. Thì trước tiên các bạn mình mô phỏng cái trang khung của mình. Ở đây mình có 3 phần. Phần top là phần trên, phần bên trái và phần nội dung. Thì mình có cái dạng mà trang khung của mình là như vậy. Bên trái, phía trên và nội dung. Thì bên trái này là tôi thiết kế một trang bên trái. Phần trên này tôi thiết kế trang trên này. Và phần nội dung, tôi thiết kế phần nội dung, cái trang nội dung của mình. Sau đó, tôi tập hợp 3 trang này lại thành một trang frame set của mình. Thì trước tiên, tôi thiết kế trang trái này trước. Thì để thiết kế trang trái này, trước tiên, tôi định dạng một website. Tôi chọn local root folder, default email folder, vân vân. Sau đó, tôi new một tập tin HTML và tôi lưu lại với tên là led.html. Đồng thời, tôi chọn thẻ brand. Trong bay property, tôi định màu nền là màu DFAB83 và các margin tôi cho là 0 pixel. Sau đó, tôi chọn thẻ title encoding. Title tôi nói là trang trái, encoding tôi chọn là UTF-8 Unicode. Sau đó, tôi tạo một bảng biểu chiều ngang là 200, chiều cao là 620. Đồng thời, cell base, cell space tôi cho là 0. Tôi thiết kế các nút bấm. Tôi thiết kế các menu và tôi tạo tương tác cho các nút của mình và tương tác cho các lớp layer của mình ở đây và tôi hoàn chỉnh cái giao diện. Tiếp theo, tôi thiết kế trang top. Thì cũng tương tự như vậy, tôi tạo mới một tập tin HTML và tôi lưu lại với tên là top.html. Đồng thời, tôi cũng đặt cái màu nền của mình là DFAB83 và không margin trong cái thẻ là Abiran. Và thẻ title encoding tôi chọn là trang top và UTF-8 cho phần encoding.
Sau đó tôi tạo một bảng biểu cho kích cỡ là 750 và 85 pixel. Đồng thời CellPad tôi cho là 0, CellBasic là 0. Tôi thiết kế các phần hình ảnh của mình ở đây và tôi tạo tương tác cho các hình ảnh này. Và tôi hoàn chỉnh cái giao diện của trang này. Tiếp theo tôi thiết kế trang nội dung. Thì trang nội dung của mình ở đây, các bạn thấy là mình có hình nền, đó mà, tiêu đề, nội dung và hình ảnh tượng trưng. Cũng tương tự như vậy, tôi tạo mới một tập tin HTML và tôi lưu lại với tên là nội dung.html. Đồng thời, trong thẻ brand, tôi chọn hình nền là nền 2.gif, tôi repeat theo trục y, margin tôi cho là 0. Tiêu đề tôi đặt là nội dung, encoding tôi nói là Unicode UTF-8. Sau đó, tôi tạo một bảng biểu kích cỡ là 900 và 600. Tôi cho CellPad bằng 0, CellSpace là 0. Và tôi thiết kế nội dung, hình ảnh và tiêu đề cho trang web của mình. Sau đó, tôi hoàn thiện cái trang web này. Cuối cùng, tôi thiết kế cái trang giới thiệu là trang Frameset của mình bằng cách tôi tập hợp 3 trang lại: trang lép, trang top và trang nội dung. Thì trước tiên, tôi tạo mới một trang khung có dạng là bờ lề bên trái, lề trên và nội dung. Sau đó, tôi lưu trang khung này lại thành là giới thiệu.html. Đồng thời, tôi hiển thị cái bảng frame này ra và tôi chọn từng frame tôi gắn cho các tập tin tương ứng của mình. Ví dụ như là top thì tôi gắn tập tin là top, left tôi gắn cho tập tin là left, main frame tôi gắn cho tập tin là nội dung. Giả sử là vậy. Cuối cùng, tôi kiểm tra lại và tôi hoàn chỉnh cái giao diện cho cái trang giới thiệu của mình. Thì đó là một số những cái bước hướng dẫn giỏi cho bài tập này. Để làm bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, tôi định nghĩa sai cho bài tập của mình. Ở đây, tôi nêu một sai. Vì tôi đặt tên là Mỹ thuật Việt Nam. Ok. Trước tiên, tôi tạo mới một tập tin HTML. Tôi lưu lại, tôi đặt tên là lép. Sau đó, tôi vào chức năng Base Property này, tôi định một số những thuộc tính. Ví dụ như ở đây, tôi dùng Photoshop để mình mở giao diện đã cung cấp sẵn cho các bạn ra. Tôi chọn màu nền ở đây. Đúng mà, tôi lưu màu nền ở đây. Tôi copy màu nền ở đây. Sau đó, tôi đặt ở đây. Tôi bát ra. Đồng thời, tôi cho là 0 pixel tất cả các margin của mình. Thay thủ encoding, tôi nói là trang trái, giả sử là vậy. Encoding, tôi cho là UTF-8. Ok. Trước tiên, Tôi tạo một bảng biểu kích cỡ là 200 và chiều cao là 620. Sau đó tôi thiết kế các nút bấm của mình, đúng không? Tôi thiết kế các nút bấm của mình ở đây. Tôi cho là center. Và tôi đưa các hình này vào trang chủ tin tức. Sau đó tôi đưa hai thực đơn này vào: danh hoài Việt Nam, tranh dân gian, đúng không ạ? Tôi nói là danh hoài Việt Nam. Tôi shift enter. Trình gian gian. Ok. Tiếp theo, tôi tạo một số các lớp, các layer để mình đặt cho các hình này. Hình 1, hình 2 này.
Đúng mà. Ví dụ tôi quay chế độ standard, đồng thời tôi dùng công cụ laser này. Tôi tạo một số hình ảnh ở đây. Ví dụ lớp này tôi cho là hình 1, H1. Đồng thời hình này tôi cho là H11. Tương tự như vậy, tôi tạo một số laser nữa. Tôi nói là hình 2. Ở đây ví dụ tôi nói là hình 2. Và email này tôi nói là H22. Hình 3 tôi nói đây là H3. Và hình này tôi nói là H33. Giả sử là vậy. Tương tự tôi có là hình 4. Tôi nói đây là H4. Và email này tôi nói là H44. Tương tự tôi nói là hình 5.